Xin chào mọi người nha, lại Tuấn đây. Bữa nay mọi người khỏe không? Có suy nghĩ ra cái món gì chiều này sương sương chưa? Ở đây, gà cổ nồi. Ồ, thấy da đó không? Da này mà làm món gà giá cầy là nhất nách. Vậy hôm nay Tuấn sẽ làm cái món gà đá giá cầy. Nó luôn à, chứ không ai đâu. Mấy con nào mà đá dở dở, mình đá giả cày, đá sả ớt đồ á, nhất nách. Đây, con này nó nằm 3 kg 9 được. Thịt không. Ok. Giờ ta gà ta nhổ lông cũng được rồi đó. Giờ ta thui đi, thui rơm. Đấy. Thu rơm cho nó về cái da nó mới ngon. Này, sau khi ta thui xong rồi cái da nó vàng nè đó. Giờ ta vô ta bứt lá xả, ta rửa, ta chà cho nó sạch sẽ và ta mới mổ ruột nha. Đó, nó nè. Nhức nách không? Đó. Vô. Nó nè, ôi trời à. Ở đây con gà đó, ta thu xong rồi. Giờ ta lấy lá xả nha mọi người. Nó cắt tối nắng rồi mọi người thấy. Chà. Chà hết cho cái lớp đi. Cho bụi á, để mình thui á. Thơm. Vàng hết đi. Chà để sạch sạch không khí, sạch từng nào tốt hơn. Đây à, gà ta đã làm sạch sẽ rồi đây. Gà giá cầy, gia vị ta cũng có những cái như sả ớt thôi, bao gồm. Mọi người chuẩn bị cho mình nha, 2 gói ngũ vị hương nè. Giá cầy bắt buộc phải có riềng nhé, riềng, sả, tỏi, ớt và tí nghệ cho nó có màu. Và giá cầy bắt buộc phải có mẻ nha mọi người, phải có mẻ nó mới chống giá cầy. Và kèm thêm 2 trái dừa xiêm lửa. Rồi, vậy mới ngon. Ghê vậy à, giờ ta ra thịt và tớp gia vị. Món gà giá cầy thì ta chặt miếng nào miếng đấy bự vậy. Ăn cho nó ngon. Nó nhỏ quá à. Khi nấu nó teo. Ra miếng thịt miếng nào miếng nấy ha. Vàng ươm luôn nè, đã không? Nhìn gà đúng rồi, gà. Gà nồi, gà đá. Gà độ á. Độ nào vậy? Không bằng độ sả với lại độ ớt đâu. Độ sả ớt nó mới nhất nách. Bây giờ là thịt đã chặt xong hết rồi nè. Thâu thịt ta, đã không? Giờ Tuấn sẽ xay một ít để ướp. Còn riềng sả này chúng mình bỏ vô sau, bỏ nè. Nhẹ. Ướp thì 5-6 trái một tí nữa
mình sắc, mình ai thích ăn cay sắc cho tiếp. Tỏi nè, riềng nè, xay chung đi, ướp nó thơm. Bỏ gia vị bao gồm là 2 muỗng bột ngọt nè, 1 muỗng muối, 1 rưỡi muối đi, vì mình ướp mà, 1 ít cà no, đường, đường mình cho 2 muỗng này, chút nữa ở đây nấu mình nêm nếm sau. Thấy chưa? Ok, vậy mình vô mình xay nhé. Qua đây thấu gia vị nè, đồ ướp nè, nhìn đã không? Rồi ta cho vô hết luôn, cho vô hết vào. Wow, cho 2 gói ngũ vị hương nha. Như Tuấn đã nói rồi, mỗi lần Tuấn nấu gà hay gì Tuấn hay nhỏ một ít rượu. Đây, đây chai rượu thần thánh nè. Đây. Đó. Và tí nước mắm. Rồi. Đây. Trộn đều lên. Cho thịt thấm. Cái nấu này tao ấp trong vòng chắc cỡ 20 phút đi, tại vì con gà nó già quá. Gà đá mà. Trong vòng 2 phút này tao nấu. Hy vọng nấu cái mềm, tại vì mình có nước dừa đó mà. Đây. Đây, tao bỏ một ít xả này vô luôn nha. Sao bào sao băm đây. Còn riềng thì chút vô cắt nhỏ lại. Thì bếp bắt to quá. À, cắt đi rồi bỏ vô sau cái kia đâu. Đó, ok. Nhìn chị quá đẹp. Chưa nấu mà nhìn cái miếng thịt nó hồng hào quá. Con nhìn con thấy chị biết miếng rồi. Chưa chín mà chị biết miếng rồi. Còn nghe chưa? Nhìn thôi mà nó cũng chảy nước miếng ớ rồi. Ok, vậy lớp trong 20 phút đi, rồi ta đem ra ta nấu. Mẻ thì ta chút nữa ta bỏ vô sau nha. Rồi, ta lấy này ta tao cho gà luôn. Ui trời ơi. Cho dầu vào. Đó, tao này cho nó. Tao làm rải rồi, tí nữa tao lấy cái chảo tao nấu. Bây giờ mà biến lấy cái đồ lớn quá. Đây. Tao đi rồi tí nữa tao lấy cái chảo tao nấu sâu. Quá bự quá cỡ.
Đấy. Giờ thịt nó săn rồi mình chuyển qua cái chảo đi. Mình tao mấy cái nữa. Rồi bắt đầu mình đổ. Giờ cái thịt nó săn rồi đó. Quá ngon. Mình tao mấy cái nữa rồi bắt đầu mình chế nước dừa quay lại mẻ vô. Nấu nó. Vậy là mình thấy nó thịt miếng thịt nó săn rồi nè, săn cứng rồi đó, thấy không? Rồi mình cho nước mẻ vào. Mẻ thì ướm ướm chừng thôi. Thì sợ nó ấy thì tí nữa mình châm chế thêm. Tao sơ qua một cái đi cho nó thấm vô. Miếng gà đi. Bắt đầu mình chế nước dừa và nước dùng vô. Con gà quá cỡ, cái chảo quá nhỏ. Ok. Nó giờ nó sôi ụt qua đó. Giờ ta chế nước dừa vào luôn. Rồi. Rồi, hai trái dừa đó gần ngập cái chảo. Cái này luôn. Vậy bây giờ ta nấu. Này chắc cái món này nấu cỡ 4-5 phút á mới chín á. Thơm quá. Khi nào mà nước mà nó keo keo lại á là nó đã chín rồi đó. Nước dừa mà nhanh rụt nó nhanh mềm. Gà lắm. Lên cái màu đã. Màu gà quá đã nhiều lần. Nhúng cày không ta? Bị mình nhúng cày không? Đâu, nãy giờ rung tay rung chân luôn. Đảo đảo thầm. Thì nước dừa nó chưa keo. Dừa nó rút mà keo keo tí nữa là. À vậy hả? Ok. Xong. Đấy. Xong xong ăn 7-9 mấy ăn hết ngon. Già lớn rồi. Cái nào của anh? Cái nào của anh? Cái nào của anh? Con để trong không? Để cho nó ăn đi. Trời. Thấy nó cay thôi. Quá ngon luôn sao mà không ngon được. Trời ơi miếng thịt nó nè. Nước chớ mà không biết phải đâu. Này dưa đậu.
Nhưng mà nó hết luôn rồi, bán luôn luôn vậy. Đó, rồi rồi cũng chú nhắc mới nhớ, nãy giờ kêu nhắc bỏ miếng quyết vô mà. Thôi chứ. Trời xấu rồi, xấu rồi. Đưa chân để không biết là uống gì nữa. Chấm ông tổng, chấm múc, chấm múc à. Chấm vừa mới múc múc. Nhức nách luôn á, giỡn ngò à. Ok, vậy là cái món gà giá cây ta đã xong rồi. Quá chí là đã. Đây, cái giò đây. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Cảm ơn Bảy xem clip nhân Bảy nha. Cảm ơn mày trước nhân Bảy nha. Coi mà không like tôi quýnh bể đầu nhân Bảy nha. Cái đùa thôi, cảm ơn mọi người. Đấy, giờ nó sệt rồi nè, coi nước nè. Ôi xà. Quá trời.